Kính chào quý ông bà, cô bác, quý anh chị em và các bạn. Bác sĩ đồng hành hôm nay có nhận được một câu hỏi của một bạn hỏi rằng bác sĩ ơi, bị đau bao tử có ảnh hưởng gì tới tim mạch hay không và ngược lại, và cái tại sao nó lại xảy ra như vậy? Thì bác sĩ đồng hành thấy cái câu hỏi này cũng rất là hay, phù hợp với cái chủ đề vừa đưa ra, thành ra bác sĩ xin trả lời như sau. Cái nghiên cứu mà về liên quan giữa trào ngược với bệnh mạch vành thì đã có nhiều cái công trình nghiên cứu rồi. Có những công trình nghiên cứu đoàn hệ rất lớn ha, tới khoảng 12.000 bệnh nhân, 13.000 bệnh nhân. Có những cái công trình khác nó tới khoảng 16.000 bệnh nhân. Rút ra được cái kết luận rằng những cái người mà bị mạch vành mà có trào ngược á, thì thường là gấp đôi những người mà bị bệnh mạch vành không có trào ngược. Và họ cũng rút ra được một điều là cái việc mà sử dụng thuốc PPI là thuốc để ức chế cái bơm proton á, của bệnh bao tử á, thì những người mà có gợt á, có trào ngược á, sẽ là hơn xài hơn 1 năm á, sẽ là cao hơn những người mà xài dưới 1 năm. Cái điều này cho chúng ta thấy rằng sự liên quan chặt chẽ giữa cái trào ngược với lại bệnh mạch vành. Cái này thì mình giải thích như thế này nó cũng dễ hiểu thôi ha. Cái tim á, thì ở trên, còn cái bao tử thì ở dưới, ngăn cách nhau giữa một cái cơ hoành. Đó là mặt sớm liền ha, mà cái đường đi qua qua cái tim để xuống bao tử của thực quản đó là phải đi ngang tim. Thì bất kỳ cái trào ngược nào lên đó có nghĩa là cái thực quản nó bị ảnh hưởng thì cái tim cũng phải bị ảnh hưởng thôi, cái chuyện đó bình thường. Về mặt chức năng á thì tim nó phải bơm máu cho cái hoạt động của bao tử. Khi bao tử mà nó không có tiêu hóa tốt thì nó phải hoạt động nhiều hơn thì tim nó sẽ hoạt động nhiều hơn. Tim hoạt động nhiều hơn thì cái cơ tim của nó có khả năng, nếu nó kéo dài, nó có khả năng tăng khối lượng cơ tim thì nó tăng thêm cái nguy cơ về thiếu máu. Cái thứ hai nữa là khi mà hoạt động của bao tử tăng nhiều thì tim sẽ tăng nhịp lên, nó ảnh hưởng tới huyết áp. Thì bao nhiêu đó là thấy cũng ảnh hưởng rồi đó ha. Một mặt nữa là nó ảnh hưởng về cái dây thần kinh sử dụng chung. Cái dây thần kinh tâm phế vị là một cái dây thần kinh của hệ tự chủ. Nó điều khiển cả tim, cả phổi, cả bao tử chung nhau. Nếu mà một trong ba cái cơ quan này bị thì cái cơ quan kia nó sẽ cũng ảnh hưởng theo. Và một cái việc nữa là khi mà mình bị bệnh mạch vành á, mình uống một số thuốc nó cũng ảnh hưởng tới cái bao tử. Thì tóm lại như thế này, bác sĩ thấy rằng trong cái công trình nghiên cứu người ta cũng đã nói là bệnh mạch vành với bao tử nó sẽ làm tăng bệnh bao tử nó sẽ làm tăng cái nguy cơ bệnh mạch vành. Giống như bác sĩ hay nói là gì? Quả tim với bộ đầu lòng đẻ ra thì dính chặt mà chết thì không tách rời. Dạ dày trào ngược đầy hơi, tim thời thiếu máu, tàn đời như không. Xin cảm ơn cái câu hỏi của quý bạn. Hẹn gặp lại lần sau. Xin tạm biệt.